Xin chào tất cả những pioneer Việt Nam, xin chào tất cả những pioneer của toàn thế giới. Thì video này mình tiếp tục giới thiệu mọi người một cái thông tin thú vị về đồng Bi. Muốn đến tất cả mọi người, video này được làm vào lúc 4 giờ 4 phút ngày 12 tháng 7 năm 2023 với nội dung như sau. Đây là một tay một bài báo là cập nhật thông tin danh sách Binance cho tiền điện tử Bi và tương lai của việc khai thác. Thì bài báo này muốn nói lên việc là khi mà đồng tiền Bi được nằm trong danh sách của cái sàn Binance, sàn điện tử, thì sàn tiền điện tử nổi tiếng của thế giới hiện nay, thì nó có những cái lợi ích gì và chúng ta làm thế nào để cập nhật được thông tin khi nào mà Binance Quốc được liệt kê trên sàn Binance. Thì qua bài báo này chúng ta sẽ làm rõ vấn đề đó và xoay quanh vấn đề đó chúng ta sẽ biết được một số câu hỏi liên quan đến việc Binance Quốc được liệt kê trên Binance. Chúng ta đi bài báo như sau. Tiền điện tử Bi đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong bối cảnh tiền kỹ thuật số do cách tiếp cận khai thác độc đáo và khả năng truy cập thân thiện với người dùng. Khi Bi đạt mục tiêu cách mạng hóa khái niệm tiền điện tử số phi tập trung, nhiều người đam mê đang háo hức chờ đợi danh sách của nó trên các sàn giao dịch nổi tiếng như Binance. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề tiềm năng niêm yết của Bi trên Binance và giải quyết các câu hỏi phổ biến liên quan đến tương lai của việc khai thác. Đấy, tiềm năng niêm yết của Bi trên Binance và giải quyết các câu hỏi phổ biến liên quan đến việc khai thác. Các bạn lưu ý như vậy. Đó là nội dung chính của bài báo. Khi nào tiền điện tử Bi sẽ được liệt kê trên Binance? Đó là câu hỏi rất được quan tâm. Kể từ thời điểm giá hàng kiến thức hiện đại vào tháng 9 năm 2021, tiền điện tử Bi vẫn chưa được liệt kê trên Binance hoặc bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nào khác. Điều quan trọng cần lưu ý là danh sách trao đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tiến độ phát triển của dự án, nhu cầu của cộng đồng và việc tuân thủ các yêu cầu quy định. Tuy nhiên, kể từ khi ngừng cung cấp kiến thức, có thể đã có các bản cập nhật liên quan đến trạng thái niêm yết của Bi. Do đó, bạn nên tham khảo thông tin mới nhất từ các kênh chính thức của Bi hoặc Binance để biết xem chi tiết chính xác và cập nhật nhất về vấn đề này. Tiếp theo là ý nghĩa đối với việc khai thác Bi nếu được niêm yết trên sàn Binance. Một trong những tính năng nổi bật của tiền điện tử Bi là phương pháp khai thác độc đáo cho phép người dùng khai thác tiền trên thiết bị di động của họ mà không cạn kiệt pin hoặc tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy tính. Tuy nhiên, khi Bi được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn như Binance có khả năng sẽ tác động đến quá trình khai thác. Đầu tiên, niêm yết trên một sàn giao dịch thường biểu thị tính thanh khoản tăng lên và khả năng tiếp cận thị trường đối với một loại tiền điện tử. Sự phát triển này có thể tác động tích cực đến giá trị tổng thể và nhu cầu đối với Bi, thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư hơn vào hệ sinh thái. Tuy nhiên, việc niêm yết cũng có thể nhắc nhở việc đánh giá lại cơ chế khai thác để phù hợp với động lực của thị trường. Như vậy, khi mà được niêm yết trên sàn Binance thì tính thanh khoản của đồng tiền Bi nó sẽ cao và giá trị của Bi nó sẽ là giá trị thật và nó phụ thuộc vào cái sàn. Đó là một điều rất là chú ý khi nó được niêm yết trên sàn nổi tiếng thế giới Binance. Thứ hai là có thể việc niêm yết trên sàn Binance có thể đưa ra các yêu cầu mới hoặc thay đổi đối với quy trình khai thác Bi. Chẳng hạn, có thể có những điều chỉnh trong thuật toán khai thác, phần thưởng khai thác hoặc giới thiệu các tính năng bổ sung để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của mạng. Những thay đổi nào nếu được triển khai có thể sẽ được thông báo qua kênh Bi chính thức cho phép người dùng thích nghi với và tiếp tục tham gia vào quá trình khai thác một cách hiệu quả. Và một câu hỏi mọi người chú ý hỏi, tôi vẫn có thể khai thác Bi sau khi đã được liệt kê trên Binance chứ? Vì niêm yết Bi trên Binance không nhất thiết có nghĩa là chấm dứt hoạt động khai thác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn cập nhật các thông báo chính thức từ nhà phát triển của Bi để hiểu bất kỳ thay đổi tiềm năng nào đối với quy trình khai thác. Phần thưởng khai thác có giữ nguyên sau khi Bi được niêm yết trên Binance không? Phần thưởng khai thác có thể được điều chỉnh sau khi niêm yết trên Binance. Khi bối cảnh điện tử phát triển, thông thường các dự án sẽ điều chỉnh cấu trúc phần thưởng của họ để duy trì một hệ sinh thái căn bản.
Mọi thay đổi đối với phần thưởng khai thác sẽ được thông báo qua kênh chính thức Bay. Làm thế nào để tôi có thể cập nhật thông tin về danh sách Bay trên Binance và các bản cập nhật khác? Để được thông báo về danh sách của Bay trên Binance hoặc nhận thông báo thông tin cập nhật về quy trình khai thác, bạn nên theo dõi các kênh liên lạc chính thức của Bay, chẳng hạn như trong web của họ, tài nguyên truyền thống xã hội chính thức và diễn đàn cộng đồng. Có kênh này sẽ được cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về bất kỳ diễn biến nào. Mặc dù việc niêm yết trên sàn điện tử Binance là một sự kiện những người đam mê và nhà đầu tư háu hức chờ đợi, nhưng điều cần thiết là phải cập nhật thông tin qua các kênh Bay chính thức để có thông tin cập nhật và chính xác nhất. Việc niêm yết trên Binance có khả năng mang lại những thay đổi đáng kể trong quá trình khai thác, nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là kết thúc quá trình khai thác. Khi Bay tiếp tục phát triển và phát triển, điều quan trọng là phải duy trì tương tác với cộng đồng chính thức để thích ứng với mọi cập nhật và phát triển của hệ sinh thái. Khi tiền điện tử Bay tiếp tục đạt được đà phát triển và thu hút cộng đồng người dùng ngày càng tăng, một số câu hỏi phổ biến được đặt liên quan đến tiềm năng niêm yết của nó trên Binance và tương lai của việc khai thác. Hãy khám phá những câu hỏi này chi tiết hơn. Tại sao việc niêm yết Bay trên Binance là rất quan trọng? Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và uy tín nhất trên toàn cầu, cung cấp nhiều loại tài sản kỹ thuật số để giao dịch. Khi một loại tiền điện tử được niêm yết trên Binance, nó thường có khả năng hiển thị tính thanh khoản và cơ hội giao dịch tăng lên. Việc niêm yết có thể mở ra những con đường mới cho việc áp dụng Bay, giúp nó dễ tiếp cận hơn đến nhiều đối tượng, thương nhân và nhà đầu tư hơn. Tiếp theo là một câu hỏi là việc niêm yết trên Binance có ảnh hưởng đến giá trị của Bay không? Việc niêm yết trên Binance có thể có tác động tích cực đến giá trị của Bay. Tăng mức độ hiển thị trên sàn, một sàn giao dịch nổi bật thường dẫn đến nhu cầu cao hơn. Điều này có thể làm tăng giá của tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý là điều kiện thị trường và nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến giá trị bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bao gồm cả Bay. Tức là việc niêm yết trên Binance nó có thể tăng giá trị của Bay, nhưng nó cũng có nguy cơ giảm nếu như nhu cầu của thị trường mua nó không nhiều và những con cá mập của các sàn người ta gom Bay, là nó có thể ảnh hưởng đến giá của nó rất nhiều. Đó là một điều lo lắng khi chúng ta đưa cái đồng tiền Binance Quốc lên Binance. Những lợi ích tiềm năng của việc niêm yết Bay trên Binance. Việc niêm yết Bay trên Binance có thể mang lại một số lợi thế cho dự án. Nó có thể nâng cao uy tín và danh tiếng của Bay trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư và quan hệ đối tác tiềm năng hơn. Ngoài ra, tính thanh khoản tăng lên có thể giúp những người nắm giữ Bay mua bán và giao dịch tiền của họ dễ dàng hơn, thúc đẩy một thị trường năng động và sâu động hơn. Làm cách nào tôi có thể tham gia khai thác Bay ngay bây giờ và sau khi niêm yết trên Binance? Hiện tại, việc khai thác Bay có thể được thực hiện thông qua ứng dụng mạng Bay. Ứng dụng này có sẵn để tải xuống trên thiết bị di động. Người dùng có thể tham gia mạng, xác nhận danh tính của họ và bắt đầu khai thác Bay bằng cách chỉ cần một cái nút mỗi ngày một lần. Sau khi niêm yết Bay trên Binance, dự kiến việc khai thác Bay sẽ tiếp tục. Mặc dù có thể những điều chỉnh đảm bảo tính ổn định và đảo mặt của mạng, người dùng vẫn có thể tham gia khai thác bằng cách làm theo nguyên tắc chính thức của nhóm Binance Quốc cung cấp. Câu hỏi tiếp theo: việc khai thác Bay sẽ trở nên khó khăn hơn 2x bổ ích hơn sau khi niêm yết? Độ khó và hoàn thiện khai thác trong tương lai của Bay sau khi niêm yết trên Binance là không chắc chắn và phụ thuộc vào một số yếu tố. Các dự án điện tử thường điều chỉnh các thuật toán khai thác và cấu trúc phần thưởng để duy trì một hệ sinh thái công bằng và bền vững. Những thay đổi về độ khó khai thác và phần thưởng có thể xảy ra để phù hợp với động lực thị trường và mục tiêu dài hạn của dự án. Điều quan trọng là phải cập nhật thông tin qua các kênh liên lạc chính thức của Bay để hiểu mọi cập nhật và sửa đổi tiềm năng đối với quy trình khai thác. Một số nguồn đáng tin cậy có thể có thông tin về các bản cập nhật khai thác và niêm yết Bay là gì? Để có một thông tin chính xác về cập nhật và danh sách Bay trên Binance và mọi cập nhật liên quan đến khai thác, bạn nên tham khảo các kênh liên lạc chính thức của Bay. Chúng có thể bao gồm trang web chính thức của Bay, có tài khoản truyền thông xã hội chính thức và các diễn đàn cộng đồng do nhóm mạng Bay kiểm duyệt. Tham gia các cộng đồng chính thức đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin đáng tin cậy và trực tiếp từ các nhà phát triển quản trị của dự án. Việc niêm yết tiềm năng của tiền điện tử Bay trên Binance hứa hẹn rất nhiều cho dự án và cộng đồng của nó. Mặc dù các chi tiết cụ thể của danh sách và tác động của nó đối với việc khai thác vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điều quan trọng là phải duy trì kết nối với các kênh liên lạc chính thức của Bay để cập nhật chính xác và thời điểm. Việc niêm yết trên Binance có thể nâng cao đáng kể khả năng hiển thị, khả năng tiếp cận và động lực thị trường của Bay.
Trong khi mọi thay đổi đối với quy trình khai thác sẽ được thông báo qua các kênh chính thức, KB tiếp tục phát triển, người dùng có thể tích cực tham gia vào các dự án thông qua các khai thác và bằng cách cập nhật thông tin về những phát triển mới nhất. Đó là bài viết rất là hay về việc cái sự niêm yết tiềm năng của đồng Binance Quốc trên Binance và những câu hỏi xoay quanh việc giá trị của Binance khi nó được niêm yết trên Binance. Một bài viết, nếu các bạn thấy hay hãy cho mình những lượt like, please like video and comment video and subscribe my channel. Thank you very much. Mời các bạn hãy cho mình những lượt like, lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho cái kênh của mình. Và hệ sản phẩm ở đầu video, ở phần intro, rất mong các bạn ủng hộ để giúp cho mình có cái nguồn động lực để có những video tiếp theo hay hơn. Và cái nguồn động lực lớn nhất của mình là rất mong các bạn hãy cho mình những lượt subscribe. Nhấn vào chữ subscribe nếu các bạn dùng phiên bản YouTube tiếng Anh, hoặc là dùng phiên bản YouTube tiếng Việt thì nhấn vào nút đăng ký. Và rất mong các bạn không quỷ đăng ký để cho cái kênh nó còn được nhiều người biết hơn. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã xem video đến giây phút cuối cùng. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.